Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, cái ví GABT là cái ví mà chuyển Pi để tạo lập các cái ví cho anh em đào Pi khi mà đã thực hiện xong các bước KYC ấy. Thì hôm trước có hơn 50 triệu Pi coin được Pi coin team đẩy vào cái ví này. Ví GABT đã liên tục tạo ra chuyển một Pi để tạo ra các cái ví mới cho anh em đã hoàn thiện KYC. Thì nay chỉ còn hơn 2.900.000 Pi ở trong ví của GABT thôi. Và các bạn có thể thấy được việc tạo các cái ví mới liên tục của GABT đã có vẻ như là đã chững lại ở trong khoảng thời gian buổi trưa ngày hôm nay, cách đây khoảng không phải buổi sáng, buổi sáng sớm đó, lúc 9:36 thì các cái lịch sử giao dịch từ ví GABT đã ghi nhận những cái giao dịch cách đấy khoảng 7 tiếng. Như vậy là có lẽ trong đợt chuyển Pi và tạo ví lần này của Pico Team đã có vẻ như là đã bị chững lại, và chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi trong một cái đợt chuyển lượng Pi coin mới từ Pico Team để tạo lập các cái ví khác. Thì trong giai đoạn vừa rồi có rất nhiều các anh em háo hức và mong ngóng xem là mình có nhận được Pi claim từ ví của Pico Team hay không, tuy nhiên thì vẫn chưa thấy đâu. Như một clip kênh InvestTV có chia sẻ là đợt này thì có lẽ dường như các anh em nào khóa 100% Pi thì mới được tạo lập ví mới, chứ còn ai mà không cam kết khóa 100% Pi thì vẫn chưa đến lượt đâu. Nếu mà khóa 100% Pi đợt này được tạo ví thì cũng chả làm gì được, phải không các bạn? Vì là khóa 100% thì người nhiều thì khóa 3 năm, thì 3 năm nữa thì cái đồng Pi mới được mở khóa và chúng ta lúc đấy mới tiêu được. Thì do đó cái quãng thời gian chờ đợi với dự án Pi Network của anh em chúng ta vẫn tiếp tục được kéo dài. Biết làm thế nào được, phải không các bạn? Tiếp tục chờ đợi thôi. Thì các bạn có thể để ý ai mà trong đợt này nhận được Pi từ Pico Team mà không phải thuộc nhóm quá 100% thì mình nghĩ là do may mắn đấy. Các bạn thử chia sẻ cái trạng thái ví của các bạn để cho các anh em đào Pi trên cộng đồng được biết nhé. Okay, xin chào và hẹn gặp lại.